Chào mừng các bạn đến với thế giới máy chế biến gỗ quá gì. Hôm nay giới thiệu cho các bạn loại máy, máy bào cuốn. Đây, máy này hết sức nhỏ gọn nhưng mà năng suất của nó làm là phải đáng nể nha các bạn. Đó, công suất đưa vào là tự động có lu lô đó, nó sẽ cuốn cây gỗ mình vào. Đó, bào la bề mặt sẽ láng mịn luôn. Đó, các bạn cùng xem nè, không phải là chỉ cây nhỏ này đâu, những cây bự như thế này cũng sẽ làm lượng là các bạn. Các bạn nhìn xe qua nè. Còn chiều dài thì coi như là không giới hạn nha các bạn. Muốn dài nhiêu dài, các bạn muốn ấy nữa thì làm thêm băng tải nối hai đầu là có thể là bào được cây dài khỏe ru luôn. Rồi các bạn mua máy thì liên hệ số hotline 0903 600 113.